Video này dành cho những bạn nào để tóc Modern Quiff, Short Quiff, Fall Hawk hoặc cũng có thể là Mohican. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái sản phẩm của Pavilion, cái dòng cuối cùng mà trong top 3 con Pavilion mà mình thấy ngon nhất, đó chính là Pavilion Dynamite Clay. Theo như mình thấy thì Dynamite Clay sinh ra chỉ dành cho những bạn nào tóc ngắn thôi. Ở những bạn nào tóc dài thì không thể nào vuốt được con Dynamite Clay này. Nó sẽ sập và nó không được đẹp. Và đầu tiên thì sẽ cùng đi về thiết kế của sản phẩm. Thì Dynamite Clay cũng được đựng ở trong một cái hũ đen như này. Ở đây vẫn có chữ Pavilion và ở đây vẫn có chữ Dynamite Clay. Trên label có ghi là Stronghold và Volume Boost, cũng như là một cái độ giữ nếp khá là cao, độ giữ nếp khá là sâu ấy. Và cái độ volume nó boost lên cho các bạn được một cái volume nó cao như thế này. Có dung tích là 56g. Và đây cũng là một cái dung tích mà mình thấy các bạn có thể dùng đủ từ 4 đến 6 tháng. Và về cái sản phẩm này thì mọi người có thể mua tại Tony Wark, một trong những cái chi nhánh bán sản phẩm tóc ngoại mà mình thường hay mua đồ ở đấy. Thiết kế của nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu về bên trong chất sáp cũng như là hiệu năng của sản phẩm. Về cái chất sáp này thì như mọi người có thể thấy ở đây luôn, là một cái chất sáp nó màu nâu nâu, màu kiểu kem kem cream, nhưng mà các bạn để ý là nó là một chất sáp clay, không phải là cream như hai con kia nữa. Và nó là clay mà, cho nên nó chất sáp nó sẽ hơi cứng một chút và breakdown thì hơi khó thôi, nhưng mà cũng không khó đến nỗi gọi là không thể nào breakdown được. Mà breakdown thì các bạn chỉ cần dùng thêm một chút lực thôi là có thể lấy chất sáp trong này ra khá là dễ dàng thôi. Và về cái mùi hương này thì nó là một cái mùi hương gọi là cái mùi hương thảo mộc, bao gồm là những cái kiểu như là nó hơi đắng đắng, nó hơi có mùi gỗ một chút, mùi amber mình hút đi á, kiểu như là mùi thuốc bắc ấy, nhưng mà rất là thơm. Mùi này thì mình thấy ngửi khá là chim ưng cái mùi này này. Thì cái mùi hương này so với hai con kia thì mình thấy con này nó khá là men, nó không kiểu nữ tính, nó không kiểu nó citrus kiểu mùi hoa quả như hai con kia. Mùi này nó khác hoàn toàn luôn. Và về cái mùi hương này mình đánh giá là 8 điểm. Nếu như mà nó làm tỏa hương tốt hơn một chút thì chắc chắn là mình sẽ cho là 10 điểm rồi. Mặc dù có ghi ở trên label là Dynamite Clay, nhưng mà khi mà clay thì thường là những cái loại sáp khác đấy ra sẽ rất là khó. Còn cá nhân cái con Dynamite này thì mình thấy là lấy ra nó cũng khá là đơn giản thôi. Khi mà breakdown vào tay thì mình có thể cảm nhận được đây là một con sáp mà không đem lại độ dính khá cao, nó chỉ đem lại độ dính ở mức gọi là medium thôi. Khi mà mình breakdown tóc thì như các bạn có thể thấy ở đây luôn là độ bóng nó hơi cao cao một chút. Độ bóng này sẽ giảm đi sau khoảng 5 phút thôi. Như bây giờ các bạn có thể thấy tóc mình đây là đang độ bóng ở mức độ bóng mờ thôi. Còn lúc mà vuốt lên nó hơi gọi là natural shine một chút. Và khi mà vuốt lên ấy thì mình có một cái cảm nhận rất là hay là vuốt lên các bạn sẽ cảm giác như sáp nó chưa ăn vào tóc của mọi người ấy. Điều đó khiến cho các bạn cảm giác vuốt nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ là con này chỉ cần vuốt một scoop thôi là đủ rồi. Và lúc vuốt lên ấy thì mình cảm giác như con này chưa ăn vào tóc mình, cho nên là mình đợi khoảng tầm 10-15 phút mình bắt đầu quay cái video review này thì mình thấy là sáp nó đã lên form khá là tốt rồi, và texture nó cho ra cũng khá là ổn định, nếu như đối với mình khá là ổn định. Và về cái độ kết dính của nó thì nó không cao như hai cái sản phẩm kia, nhưng mà nó lại đem lại cho các bạn một cái độ texture rất là nhiều và nó khá là tự nhiên. Và kết dính cũng là một cái yếu tố để quyết định cái độ texture của mọi người có được tự nhiên, có được nhiều hay không, là do cái độ kết dính nó càng nhiều thì sợi tóc của mọi người sẽ càng bị dính vào với nhau. Và về cái độ volume ấy, là cái độ phồng ấy, thì mình thấy là cái độ phồng nó cho ra khá là đủ, đúng không? Nó không quá là cao mà nó vẫn vừa đủ, nó cũng khá là hợp với cả cái mặt của mình thôi. Và về cái độ hâu cũng như là cái độ kết dính sau khoảng tầm 5 tiếng thì mình thấy là nó cũng khá là ổn. Cái con này mình có dùng thử để vuốt trên tóc crop của bạn mình thì thực sự là nó rất là đẹp. Có lẽ đây là một con sáp vuốt tóc đẹp nhất trong tất cả các con sáp vuốt tóc mà để kiểu tóc ngắn, từ kiểu tóc short quiff này hay là kiểu tóc forehawk thì nó hơi dài một chút, mình cũng chưa thử. Và còn kiểu tóc là crop cũng như là short quiff thì con này vuốt không có gì để mà chê cả, nó quá là ngon so với tầm giá của nó. Và về cái sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về Pavilion Dynamite Clay cũng như là những cái sản phẩm mà Tony Wark đang bán. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để mình có thể có thêm động lực cho những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.